quá. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đừng mới tôm bạc hồi nay mới bỏ bài chim mới xèo cả nhà ơi. Bữa nay có chị Chính mình với cháu mình về, mình rủ xuống ghe lặn ăn bánh xèo một bữa cho ngon cả nhà ơi. Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì hổm ghe mình có tay vô được mớ tôm bạc á, nên là hôm nay chim bánh xèo. Hôm nay thì cũng có má Chính, chị của mẹ mình, má Chính thứ 9 cùng mẹ mình thứ 10 lực. Tính ra người xưa đẻ nhiều ha. Thứ 9 mà là chị luôn nha, chị mẹ mình thứ 10. Rồi má Chính chào nhà cái má Chính. Má Chính thì ở bên Đồng Hòa Cần Giờ ở bên đây nè cả nhà. Sát bên đây à, hôm nay qua chơi á, nên là sẵn dắt xuống ghe chim bánh xèo ăn luôn. Đây nè cả nhà, mới tôm bạc hôm qua te được nè. Để lại lên là chim bánh xèo khá là nhiều. Tôm này rất là ngon. Tôm này chim bánh xèo đúng bài luôn. Này có rau giá bột bánh xèo nè. Giờ chuẩn bị vào bếp thôi. Mấy cái rau rác bánh xèo thì để cho mẹ với lại má Chính làm. Cha thì chưa dò cha xuống ghe làm mấy cái đồ lặt vặt này để mà chuẩn bị cho chuyến tiếp theo. Giọng tiếp theo sẽ đánh bắt được nhiều cá nhiều tôm. Cả nhà, sáng giờ trời mới mưa, mới hết mưa luôn á. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều của nhà. Mưa lúc ở đâu tầm 1 giờ chiều tới giờ này nó hết. Không biết chút có mưa nữa không. Giờ nước lớn khá là bập luôn. Nước này thì đóng đáy hay là sông Cầu, là cái mùa này cả nhà, mùa này mùa bắc thổi bắc á, nên là không có đồ nhiều, nên là ghe thì cũng ít chạy. Vừa hư chưa cả nhà, chưa cái nó ngon, bánh nó không bị dính đó. Bằng tự là không mắm luôn. Cha làm gì nãy giờ cha? Nhà ơi, cái này mình cho nước vô và bột. Bột này nó có hành, có đồ sẵn luôn, cái gì vô sẵn đây là cái nhà bột hương xưa. Có hai đứa nhỏ này ồn quá. Ồn quá ồn. Đây là cả nhà tôm nè. Tôm rất là ngon, tươi. Quá
tôm nhiều quá, cả nhà có tôm nhiều quá, mình đổ cái tôm nhiều ngon. Cái mắm tre ăn tôm vô xong đã. Bánh xèo là đổ vô nó phải kêu xèo xèo quá. Xèo bánh xèo là phải xèo xèo. Má đưa vô mà nó chín thành nó màu mực. Ăn cái này ra được. Thôi tôi chiên bắt tôi ăn sao, bắt chiên mà. Chiên cho bà, với bà ăn trước đi. Lê ơi. Mẹ ơi. Bụng chưa? Đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Đói chưa, đói bụng chưa? Dở bụng coi, dở bụng cho quậy coi coi. Đói. Đói. Dân. Dạ chào cậu Hoa. Chào Hoa, cảm ơn cậu Hoa. Cảm ơn cha quậy. Cảm ơn cậu quậy. Cảm ơn cậu Hoa. Cá ngựa hổm rày ghe kia còn giờ còn chưa uống, nhà uống miệng ly cho nó ấm lòng. Đủ cá ngựa hả? Mình rụng nguyên đủ cá ngựa rót ra chiếc ra ngồi đủ xuống ngồi xuống trong mui cái nhà này là nó thiếu ánh sáng hơi mờ mờ không đậm. Bánh xèo ra kia nhà. Thì, quá giòn. Đây dĩa đây bán đi, mình sẽ bán bánh xèo đắt lắm đây. Nó đi bán bánh xèo. Ăn cái bánh xèo. Đây nè. Đây bánh xèo cả nhà. Chiên đi. Không. Đây là cái ngai im. Im chẳng để. Đây rồi nấu mình sẽ đây. Quá khó chịu. Bác Si nè, bác Si mời cả nhà ăn nè. Mời cả nhà ăn đi con, mời cả nhà ăn. Mời cả nhà đi con, mời cả nhà đi. Mời cả nhà ăn nè. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà. Rồi ăn luôn, ăn luôn. Ăn coi con. Ăn coi con. Ăn con giòn. Nói mặt ăn đen nè, nói chồng em. Đưa cái mặt đen nó cỡ. Nói đây nè. Ta nữa đi ăn kịp lúc. Tôm mất. Để ra ra mới ăn. Thối. Quá thơm bên này. Bánh xèo là nghề của mình đó. Chi ghe này chiên bánh xèo cũng công phu dữ lắm nha cả nhà. Cơm. Này mình vừa chiên nóng nóng rồi mình ăn liền luôn. Ăn liền ngon lắm. Ngon. Ăn với ghe xong nước nữa thứ nào chịu nổi. Mời cả nhà ăn bánh xèo với lại gia đình mình nha. Nay có má chính từ Cần Giờ, ê Đồng Hòa. Nè, có rau cải, cái này cải gì ta? Cải ngọt hơn. Cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh với cải gì? Xà lách với rau sống. Cải bẹ xanh. Đúng rồi. Rồi, mời cả nhà dùng bánh với cha con anh chị mình nha cả nhà ơi. Bạn xin góp tốc độ. Giúp chị thích cho con ăn nữa. Này là rượu cá ngựa Quỳnh Thoại. Mẹ ơi con ăn có hai con ngựa còn nguyên nhân. Nguyên rượu nguyên bình luôn chiếc ra. Có ngựa, có ngựa. Cá đi cá ngựa. Qua nông qua. Có đũa không? Nóng nóng vừa. Đũa có. Đũa cái thứ hai nè. Tôi dễ ăn nặng lấy dễ xíu ra bỏ ra. Rồi,
đi rượu cá ngựa với ăn bánh xèo cả nhà ơi. Để miếng rượu cá ngựa à. Nó. Rượu cá ngựa mà khè vậy. Đâu phải rượu ấy đâu mà khè. Rượu chắc. Trà để ông ra vô lắm. Mở cái nhà vô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này là cái này. Nó chín dùm mới chín. Cái dĩa nữa để mấy đó cho mẹ với mới chín. Ừ, cái gì nữa. Ủa gì vậy? Ngon quá. Chị bánh xèo ngon lắm á. Nhìn dòng rụng ngon ha. Nhìn cái màu ngon. Ngon một ngon. Đây. Em tặng chị chín cái bánh xèo. Ăn cái ngon cái xe chị chín. Mở ra nước ngoài. Sao mình mở ra nước ngoài. Chính ngồi đây hứng hứng chịu bao nhiêu mưa dầu. Nóng quá nóng nóng mệt. Đó giờ mới xuống ghe hả? Dạ, xuống ghe nhé. Đây nóng, người nóng. Cái xèo cái chị, có em mình đã nổ mình ăn. Ăn thấy ngon không? À, chiên thử gì? Mẹ ơi, không biết ăn nhau. Mấy con không biết ăn nhau. Ngon giòn ha. Tuyệt vời không? Mấy điểm, mấy điểm. Cho 9 điểm. 9 điểm rồi. Thì là quá dữ rồi. Cho bạn chơi điểm xi. Xi cho bạn mấy điểm. Nga kìa, nga. Cho bạn mấy điểm. Ngon lắm, mấy xèo ngon. Ăn bánh xèo ba chồng ơi. Anh ơi, em ăn bánh xèo ngon lắm anh ơi, anh để bỏ anh đừng có chạy nước miếng nha anh. Trời ơi, không biết nấu gì hết. Anh coi anh đừng có chạy nước miếng nha anh. Em ăn rồi. Cuốn vào đây em ăn vậy. Để em cuốn xèo ba lửa luôn. Hay quá. Ngon chứ bộ. Quá giòn bánh chè bánh xèo ngon dữ ta. Giòn ngon. Giòn ngon. Giòn ngon. Giòn tan luôn, giòn tan. Cảm ơn. Bánh xèo giòn tan, giòn tan. Quá ngon. Ngon chín. Trời mưa lạnh lạnh nữa. Xì ngon, có xì ngon. Xì ngon. Xì bóp lá ngựa. Xì ngon. Xì bóp. Bác sĩ ngon ăn nãy giờ bác sĩ không nói tiếng nào ta. Bác sĩ ăn, bác sĩ đói bụng rồi. Ngon không? Ngon ăn đi. Ngon con, ngon. Ai mà chín cũng ăn nha. Ngon không? Đưa chín ăn đi chín. Ôi chén. 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 Ôi trời ơi cậu quá trời má bánh gì ngon cay không mẹ chị cái nào cũng không bị dính thôi nó giòn trời không dính rồi uống vậy chị lại bánh xèo thì ngon mà nhà nó giòn cặn luôn cặn luôn cho con ngon cái chén nó bớt bệnh ra hứng nữa lâu lâu này mình ăn bánh xèo cũng ngon mà xuống đây mình nấu loại tôm này thì cũng khá là tươi cái trời tôm bạc đây nè ôi ôi đã cái đó mới đã đó đây đi dĩa đi na đi dĩa đi út mùi mùi bán nè đang cầm lên đây giòn tan giòn tan đây bánh xèo rất là ngon cả nhà ơi giòn lắm đây tặng cho chồng nữa nè chồng. Ô. Ừ. Ăn thôi đi. Bữa trưa có bánh xèo ăn. Đây. Trời mát mát. Trời mưa có trời bão có bánh xèo ăn đã. Ừ, trời này bánh xèo ngon. Ừ. Mát quá. Đây là cái thứ mấy rồi mẹ? Cái này cái thứ tư nè. Cái này cái thứ tư. Tư nha cả nhà. Mình bắt mắt luôn cả nhà ơi, bắt mắt mà nãy giờ chưa có thấy tầm nào về mình lấy trốn lại cả nhà. Thank you.
Ăn đi nè ơi. Nóng. Nóng rồi. Nóng nóng không? Đi ngủ nè nha. Nào luôn cả nhà ơi. Vô. Không bắt hào, không bắt hào không về. Bắt hào à, không có đi tàu à? Bắt hào không. Sống quá. Đi ấy, cậu đưa xe. Xe hàng ta bên lưới. Oh my god. Nó ngon hơn ngày nay mình đang. Mình đang làm sao, làm sao nè. Nè cái bụng, ăn nè. Trời ơi. Con quen rồi. Cầm lâm men mà phải chịu, nói chung là phải chịu, phải có sức chịu đựng những cái món ngon. Chị ăn, chị nó bụng ăn dữ, cái da đen, chị nó bụng ăn dữ đây. Lựa tôm không dữ rồi. Tôm không à? Tôm rồi. Tôm rồi. Tôm nè. Ngon mà sẹo quá ngon. Tôm nè. Đây ở ngoài trong mua thì khá là ấm. Do là mấy cái khói của mình chiên á, có khói đồ lên mùi thơm ấm ấm người, nhưng mà ở bên ngoài rất là lạnh lẽo cả nhà. Đây trời sắp mưa nè. Sắp mưa mây đen. Nước lớn nè. Không biết là có mưa không đây. Được giờ chị đút cho em ăn. Rồi. Em chưa có xe lấy bụng rồi, chị đút cho em ăn sao nó sao. Nó xe cho nó ngon một miệng. Cảm ơn các chị chiên. Chiên đói bụng rồi. Có thưởng, có thưởng. Chào. Có thưởng có xèo ăn. À, chị chính em nó bụng rồi, chị chính chị ăn xèo em ăn luôn. Dạ. Ngồi xuống coi, làm gì đi cơm mà. Ăn cơm. Ăn cơm. Cơm. Cái xì này nó rẻ tôm mà. Cơm nè. Đi đi. Ờ, tắt à, vừa tắt. Ngon. Ngon quá. Đẹp quá. Đã mẹ mà kêu ngon nà, lúc cho mẹ ăn. Bông ra đây. Mới phiên. Ngon ăn. Rồi cuốn. Thôi 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 thôi. Cũng đúng mắm rồi. Có nước rồi. Quá ngon rồi bây giờ. Để xuống. Để xuống đậu. Để mắm dừa nè ha. Cả nhà bánh xèo ngon cả nhà. Mắm dừa ăn rồi. Ừ. Đi quả. Đi dễ, đi dễ, đi dễ. Na na đi dễ nè. Để bạn đi, bạn đi, bạn đi. Bạn đi. Cái này chị năng đi nè, chị chị nè, 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 chị cậu nó quay cậu qua cả chờ cả nhà qua qua chờ cả nhà đây nè, chờ cả nhà đây rồi con lao đi. Nhà đi à. Ghe cậu ăn bóc phốt cho nó ngon cả nhà ơi. Gấp gấp lâu quá. Bóc 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 bóc
nhà ơi. Nay nước ròng ngập lên tới đường luôn cả nhà. Ngập lên tới đường đi luôn hả? Mưa. Này chắc cũng mưa lớn á cả nhà ơi. Tranh thủ mình ăn rồi cả nhà mình cùng về nhà để mưa hết về luôn à. Lắm luôn. Cay không? Mưa luôn cả nhà ơi. Bánh xèo ăn trong mưa. Bánh xèo ăn trong mưa. Rất là ngon, thơm. Ơ chết mẹ trời ơi. Cây mới bào quá mẹ. Không, nãy xì 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 xì. Ngon. 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 Chị đang gần mùa tới cuối mùa luôn cả nhà ơi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy nè. Hát lên nè. Cả nhà xem thấy hay bấm cho mình like cả nhà ơi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì có mấy chín quà nên là xuống ghe đổ bánh xèo ăn rồi sẵn qua cho cả nhà xem luôn. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cho con mình, gia đình mình. Đạo lắm. Bye bye, hẹn gặp lại nhà video tiếp theo nha. Mưa tới luôn.